Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 29 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam xin được kính chào quý vị và các bạn. Một số thông tin chính sẽ có trong bản tin hôm nay. 6 ngày liên tiếp Quảng Nam không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. 25 tỉnh thành cho học sinh đi học trực tiếp. Bộ Y tế thông tin về cấp mã số cho 150.000 ca F0. Hà Nội phấn đấu bao phủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Thưa quý vị, chiều ngày 28 tháng 9, Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 2 ca bệnh ghi nhận trong ngày. Các ca bệnh được ghi nhận có địa chỉ tại Hội An và thị xã Điện Bàn. Cụ thể, một ca bệnh tại phường Tân An, thành phố Hội An là bệnh nhân 766457, nữ 46 tuổi, là đối tượng F1 cách ly tập trung ngày 21 tháng 9. Một ca bệnh tại xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn là bệnh nhân 766458, nữ 30 tuổi, là đối tượng F1 cách ly tập trung ngày 23 tháng 9. Như vậy, ngày thứ 6 liên tiếp Quảng Nam không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng. Từ ngày 18 tháng 7 đến nay, Quảng Nam có 678 ca bệnh, công bố cụ thể 32 ca bệnh cộng đồng, 423 ca lây nhiễm thứ phát, 159 ca xâm nhập từ các tỉnh và 64 ca nhập cảnh. Cũng trong ngày 28 tháng 9, Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 thành phố Đà Nẵng cho biết, trong ngày chỉ ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 mới là những F1 đã cách ly tập trung, không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, tính đến ngày 28 tháng 9 đã có 25 tỉnh thành cho học sinh đến trường học trực tiếp, bên cạnh đó lại có địa phương chuyển từ dạy học trực tiếp sang từ xa do tái phát dịch COVID-19. Hiện tại có 13 tỉnh thành đang áp dụng cả hình thức dạy học trực tiếp, dạy học trực tuyến và qua truyền hình gồm Lạng Sơn, Sơn La, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Bà Rịa Vũng Tàu, Cà Mau. Đây là những địa phương thực hiện phương án cho học sinh ở vùng xanh đi học tại trường. Những học sinh ở vùng chưa an toàn tiếp tục học trực tuyến qua truyền hình. Để từng bước khôi phục lại hoạt động vận chuyển hành khách bằng đường sắt phù hợp với tình hình mới, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam dự kiến 2 phương án tổ chức chạy tàu khách từ ngày 1 tháng 10 đối với tàu thống nhất và tàu khu đoạn trên các tuyến. Bên cạnh đó, đường sắt cũng dự kiến tiếp tục tổ chức chạy các đoàn tàu chuyên biệt vận chuyển công dân từ thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam trở về địa phương khi các địa phương có nhu cầu. Đối với tàu thống nhất chạy tuyến Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, phương án 1 dự kiến trong tháng 10 tới tổ chức chạy lại 3 đôi tàu. Trong đó, từ ngày 1 tháng 10, tổ chức chạy tàu SE7, SE8. Từ ngày 7 tháng 10, tổ chức chạy tàu SE3, SE4. Từ ngày 14 tháng 10, tổ chức chạy tàu SE5, SE6. Phương án 2 dự kiến từ ngày 1 tháng 10 tổ chức chạy tàu khách SE7, SE8. Từ ngày 14 tháng 10, tổ chức chạy tàu SE3, SE4. Từ ngày 21 tháng 10, tổ chức chạy tàu SE5, SE6. Công ty vận tải đường sắt Sài Gòn sẽ áp dụng chính sách giá vé linh hoạt đối với hành khách mua vé tàu xa ngày và cận ngày khi tàu khách chạy trở lại. Trong tháng 10 cũng sẽ chạy lại các tàu khu đoạn trên các tuyến như Hà Nội, Hải Phòng, Hà Nội, Vinh, Hà Nội, Đà Nẵng và các tuyến phía Nam. Dự kiến tổ chức chạy một số tàu khách khu đoạn Sài Gòn, Nha Trang, Sài Gòn, Phan Thiết, Sài Gòn, Đà Nẵng. Thưa quý vị, liên quan đến văn bản Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Y tế công nhận và cấp mã số cho 150.000 người có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính, Bộ Y tế vừa có văn bản hướng dẫn Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật số liệu ca F0 qua xét nghiệm bằng test nhanh từ ngày 20 tháng 8. Theo Bộ Y tế, việc báo cáo ca bệnh COVID-19 F0 là do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm chủ động tổ chức thực hiện thông qua hệ thống cấp mã số ca bệnh tự động đã được Bộ Y tế hướng dẫn. Cũng về nội dung này, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh làm rõ và cung cấp số liệu cụ thể về tổng số kết quả test nhanh dương tính, số trường hợp F0 được cách ly tại nhà và số trường hợp được khẳng định bằng xét nghiệm RT-PCR trước khi vào cơ sở y tế điều trị hoặc khu cách ly tập trung. Dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại thành phố Quy Nhơn cũng như tỉnh Bình Định. Tỉnh này tiếp tục triển khai hàng loạt biện pháp cấp bách phòng chống dịch ở mức cao nhất nhằm khoanh vùng dập dịch. Cùng với đó, Bình Định đẩy mạnh triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19, đặc biệt ưu tiên cho thành phố Quy Nhơn triển khai tiêm vaccine trên diện rộng. Trong đợt tiêm thứ 11 này, thành phố Quy Nhơn tổ chức tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 1 cho khoảng 155.846 người ở độ tuổi từ 18 đến 60 tại 17 xã phường trên toàn thành phố. Để tổ chức tiêm vaccine ngừa COVID-19 trên diện rộng với quy mô lớn, thành phố Quy Nhơn đã chuẩn bị 13 điểm tiêm, trong đó đảm bảo thực hiện 7 điểm với 28 bàn tiêm cùng lúc.
Ngoài lực lượng y tế của thành phố Quy Nhơn, đợt tiêm lần này còn có sự hỗ trợ tăng cường nhân lực y tế đến từ Sở Y tế và các huyện thị xã trong tỉnh để đạt công suất hơn 10.000 mũi tiêm một ngày. Trước đó, Quy Nhơn đã tổ chức 10 đợt tiêm vaccine ngừa COVID-19 và đã tiêm được 31.467 mũi vaccine trong 16 nhóm đối tượng ưu tiên của Bộ Y tế. Thưa quý vị, với sự tập trung cao độ cho công tác tiêm chủng, đến nay Hà Nội đã có hơn 6,8 triệu mũi vaccine COVID-19 được tiêm cho người dân. Thành phố đang tiếp tục triển khai để hoàn thành chiến dịch tiêm chủng với mục tiêu vaccine về đến đâu phải tiêm hết ngay đến đó. Tính đến thời điểm này, tổng số mũi tiêm được trên địa bàn Hà Nội là hơn 6,8 triệu mũi, trong đó tiêm được gần 5,8 triệu mũi 1, đạt 69,8% tổng dân số. Mũi 2 tiêm được hơn 1 triệu mũi, đạt 13% tổng dân số. Bản thân tôi thì đã tiêm được đúng theo trên ưu tiên tuyến 1 chống dịch và người già 65 tuổi trở lên thì tôi được ưu tiên thứ 2. Tôi thấy là rất an tâm. Tôi rất là phấn khởi khi nhà nước đã cho chúng tôi tiêm đủ vaccine để phòng chống COVID. Thời điểm này, các quận huyện đang tiêm vét mũi 1 cho những trường hợp trở về thủ đô làm việc, tạm trú và triển khai tiêm mũi 2. Theo đó, từ các mốc thời gian của từng loại vaccine, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai đảm bảo tiêm vaccine mũi 2 cho người dân từ 18 tuổi trở lên hoàn thành dự kiến trong tháng 11 tới. Đây là điều kiện quan trọng để thực hiện mục tiêu kép. Khi mà thành phố dỡ bỏ giãn cách từ ngày 21 tháng 9, thì các lực lượng người dân mà từ các tỉnh về để tham gia làm giúp việc hoặc tạm trú trên địa bàn thì có xu hướng tăng lên. Thế thì quận cũng đã kịp thời chỉ đạo là thống kê lập danh sách để chúng tôi tiêm vét. Tiêm vaccine là cơ hội để chủ động phòng bệnh cho chính mình và thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. Theo các chuyên gia y tế, càng nhiều người được tiêm vaccine, cộng đồng càng được miễn dịch tốt hơn, đẩy nhanh việc kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19. Bản tin phòng chống dịch COVID-19 hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.